cái file tên là index.html. Xong nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ, như hôm trước chúng ta sẽ sử dụng JS đúng không? Như bình thường tôi hay viết thẳng ở trong này. Nhưng mà khi mà đi làm thực tế cũng có trường hợp là chúng ta viết thẳng JavaScript ở trong thẻ script như thế này. Nhưng mà đa phần ấy là người ta sẽ tạo ra một cái thư mục mới ở trong cái public là thư mục JS chẳng hạn. Sau đó vứt vào đây một file là tên là đặt tên là main.js hay là lib.js gì đấy để giúp chúng ta viết code ở trong này. Chúng ta sẽ có là main.js chẳng hạn như thế này. Main.js trong thư mục JS trong public. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Chưa? Xong rồi này. Sau đó chúng ta có cái src đúng không nhỉ? Src và nhúng cái đường dẫn đến cái file JS kia vào. Ví dụ chúng ta có là public này, sược JS, sược main.js để nhúng cái đường dẫn kia vào. Đây là cách chúng ta nhúng một cái file thư viện từ chỗ khác vào trong file HTML của mình. Cái này thì dễ rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ này. Cái gì vậy? Tiếp theo này. Ví dụ như ở trong này tôi sẽ viết ra một cái hàm. Tôi có một cái function chẳng hạn. Function tên là test. Test như này. Ở đây tôi chỉ đơn giản là console.log ra cái hello world thôi. Đơn giản như này thôi. Xong chưa? Rồi, chưa? Lâu ấy. Rồi. Bây giờ nếu mà muốn sử dụng cái hàm này trong này thì sao? Ví dụ, tôi có một cái button ở đây. Tôi có một button đây, click me chẳng hạn. Click me chấm than này. Sau đó tôi có một cái on click. On click. On click. On click. Theo các bạn tôi có được phép gọi đến cái hàm là hàm test kia không? Như này có được không? Được không? Trong này tôi chưa biết hàm gì nhưng mà tôi nhúng cái thư viện kia vào đây. Có được không? Được không? Thử cái nhá. Xong chưa? Test cái. Bật cái developer tool lên, console log này. Được chưa? Ok, xong, tức là chúng ta dùng được hàm viết ở trong những định, dùng được những cái hàm mà định nghĩa trong các file khác nhau đúng không? Xong chưa? Rồi ok, tiếp tục này, tôi làm tiếp cái trò này. Tôi tạo ra một cái file mới. New file. New file.
Trong này tôi đặt tên là lib.js. Tôi copy nội dung của file của cái hàm main tôi vứt sang đây. Cũng là một file test. Hello world này là ở lib. Đúng không? Hello world lib. Sau đó ở index này tôi tiến hành duplicate cái dòng này lên. Đây tôi sửa thành lib.js. Theo các bạn bây giờ có chạy không? Có chạy không? Hả? Thế mới phải đoán như tập tư duy đi. Chứ không thì thực ra nếu mà chạy thì ai chả chạy được. Nhưng mà phải nó không chạy được, phải lý giải được vì sao nó không chạy được. Như nào? Chạy nhá. Hello world lib, lib. Chạy được đúng không? Tôi đảo lường ngược cái vị trí này lên trên. Nó lại là hello world. Tức là sao? Không phải là ưu tiên. Không phải là ưu tiên nha. Đừng nhầm lẫn. Không phải ưu tiên đâu. Bây giờ này, tôi bê cái nội dung từ bên này, copy từ pet xuống dưới cái này. Và tôi chỉ dùng mỗi cái lib thôi. Theo các bạn cái nào chạy? Cái này à? Cái trên. Thử nhá. Cái nào chạy? Cái dưới. Bây giờ tôi bê cái này này xuống dưới. Thì giờ cái nào chạy? Cái dưới chạy. Đúng không? Cái việc chúng ta đang làm đây này, cái việc chúng ta vừa làm này, tức là viết một cái hàm cùng tên khác code thôi. Đúng chưa? Viết một cái hàm cùng tên. Viết lại thì người ta gọi cái trò này, người ta gọi là override. Chúng tên như này. Override. Được chưa? Over là đè lên. Write là viết. Viết đè lên. Định nghĩa lại một cái hàm. Được chưa? Override. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ tôi vẫn muốn hai cái hàm này nó là hai cái hàm độc lập, nó chẳng liên quan gì đến nhau. Được chưa? Nó không liên quan gì đến nhau. Lúc ví dụ đây là một cái button, đây là tôi để là button A nhé. Đây là button BTNA đi. Button A. Sau đó tôi duplicate lên đây tôi có button B. Tôi muốn button A chạy cái hàm test trước, tức là cái hàm là hello world. Button B tôi chạy cái hàm là hello world lib. Thế vậy thì sao? Có chạy được không? Có mỗi một cách là phải đổi tên cái này thôi đúng không? Nhưng mà tôi không thích. Biết vì sao không thích không? Bởi vì khi mà các bạn làm việc sau này, khi các bạn vào đội làm việc ấy, đội nó 20-30 con người làm một project là chuyện bình thường, đặt tên trùng là chuyện bình thường. Tránh làm sao được cái việc trùng nhau đúng không? Ví dụ như cái thằng Minh này, tên là Minh đúng không? Thằng Minh này ngồi làm một cái hàm đặt tên là test, sau đó nó sử dụng khoảng 50 cái hàm, biết 50 cái đoạn khác nhau, đã sử dụng lỡ sử dụng cái tên test này rồi, đúng không? Xong rồi thằng Nghĩa cũng viết một cái hàm tên test vì nó khác nhau, nó làm là 70 chỗ khác cũng sử dụng cái hàm của nó viết ra. Bây giờ ghép hai thằng vào thì tự nhiên một thằng học chẳng nhẽ bắt thằng Minh để sửa code, thằng nào chịu, đúng không? Chẳng nào chịu làm cái việc đấy cả. Thế giờ lại biết kiểu gì? Cực đơn giản như sau. Và ví dụ đây là Nghĩa bằng một object. Dĩ san object đúng không? Cái này dạy chưa? Dĩ san mà. Cái này chắc chắn nó sẽ dạy của các bạn rồi. Object gồm thuộc tính và hành động. Chắc chắn là dạy rồi, đừng quên. Về xem lại đi, cái này dạy rồi. Nói đến thuộc tính và hành động chắc chắn sẽ biết. Được chưa? Chúng ta định nghĩa ra một cái biến tên là Nghĩa. Nó là một cái kiểu đối tượng, object. Trong này tôi sẽ viết như sau. Test. Đây là một thuộc tính của cái đối tượng Nghĩa. Cái thuộc tính này nó là kiểu function, kiểu hành động. Được chưa? Sau đó trong này tôi viết là console log ra hello world. Xong chưa? Xóa cái đoạn này đi.
Tiếp theo tôi va tiếp một cái nữa, va minh bằng một object cũng có một hàm test như này. Và ở trong này tôi thay mỗi console log bằng hello world leaf. Xong. Được chưa? Bây giờ tôi muốn dùng cái hàm này, cái hàm test này thì tôi sẽ dùng như sau. Ở trên này on click đúng không? Tôi sẽ dùng là nghĩa chấm test. Ở dưới này là dùng min chấm test. Thử xem có chạy nhá. Hello world nhá. Hello world list chưa? Đúng không? Đưa hai cái hàm cùng tên về hai cái object, hai cái đối tượng khác nhau và cùng tên thuộc tính. Các bạn muốn dùng thằng nào thì gọi cái đối tượng đấy chấm hành động của nó là được. Đấy là cách chúng ta xây dựng cái thuộc tính. Sau này mỗi một cái file chúng ta muốn làm chuyên nghiệp hơn á, mỗi một cái file chúng ta sẽ tách cho thành một cái, thành một ví dụ như file list này đúng không? Thì chúng ta sẽ tách ra cái file này trở thành như viết như này: window chấm ví dụ list chẳng hạn, window chấm list bằng một cái đối tượng như thế này. Được chưa? Window là cái đối tượng về trình duyệt đấy, không sao, không cần va. Window chấm list bằng như này. Sau đó ví dụ như ở nội dung của file main.js kia, ở cái file main.js kia thì chúng ta làm nào? Ở đây chúng ta sẽ là window.main bằng object như thế này. Sau này muốn dùng thằng nào chúng ta chỉ đơn giản là nhúng cái file thư viện vào. Sau đó ở trong này ví dụ tôi để là leaf.test và main.test thì sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn nhau. Xong chưa? Thử thấy nhá. Chạy đúng không? Xong chưa? Và thậm chí này, bây giờ thậm chí là ở trong cái nút này, ở trong cái button on click này, tôi dùng như sau. Tôi tạo ra một cái button nữa, tôi viết đây là call each other, call thằng khác. Đây là main thôi. Main thì main ít nhỉ? Main thôi. Rồi. Ở đây tôi sẽ có cái gì? Đây là tôi call other. Xong chưa? Bây giờ các bạn coi này. Ở trong cái thằng main này, main tôi tạo ra một cái thuộc tính tên là call other. Là một cái function. Trong này đây tôi console.log ra. Đây là call other để cho phân biệt nhá. Sau đó tôi viết ở đây là leaf.test gọi từ bên này sang bên kia. Đây là chuyện bình thường. Thấy chưa? Cái hàm này là viết ở trong file leaf đúng không? Đúng nhá. Chúng ta gọi xuyên từ bên này sang bên kia là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy chứ nhỉ? Đây là cách chúng ta xây dựng cái thư viện ra để làm việc nó tách biệt, được phép mở rộng cái phạm vi đặt tên cũng như là các cái hàm, các cái biến của chúng ta mở rộng nó ra, không ảnh hưởng đến nhau. Đấy chứ? Cái này nó sâu hơn về cái hướng đối tượng cũng như là cách xây dựng thư viện, thì chúng ta sẽ không bị dẫm chân lên nhau. Mỗi thằng một cái tên, mỗi chức năng là một cái tên, mỗi một cái file là một cái thư viện thì đặt riêng tên của nó ra, không bao giờ bị dẫm chân nhau. Được chưa? Đấy là cách chúng ta làm xây dựng thư viện. Tôi đẩy code lên nhá. Đâu nhỉ? B2 này. Đây, vào đây. Chia 2. Cho này sang bên này. Đây. Đó. Có bạn nào hỏi gì thì hỏi luôn nhá. Hỏi lung lung, cứ phải thử đi rồi sẽ biết.
Chúng ta chỉ đơn giản là dùng cái này, nó dùng đơn giản thôi. Ví dụ cái với cái cách xây dựng thư viện này, chúng ta có muôn vàn cái sự mở rộng. Ví dụ chúng ta viết tất cả những cái hàm hoặc là tất cả những cái thuộc tính chung, dùng chung, ví dụ như tính tổng này, tách chuỗi này, đúng không, lấy thời gian này, rồi thì chuyển đổi định dạng thời gian này vào một file đặt tên là list. Sau này mỗi một lần chúng ta muốn sử dụng những cái hàm dùng chung kia, chúng ta chỉ cần đơn giản là list chấm cái hàm xử lý phát là xong, chúng ta không phải xử lý lại nhiều lần nữa. Nhớ nhá, cái tôi vừa dạy các bạn ấy là ứng dụng cực kỳ nhiều trong thực tế. Được chưa? Sao lâu vậy, mật cái gì mà lâu vậy? Sau một thời gian học Photoshop, bây giờ code UI rồi.
Tất nhiên cái này nói cho các bạn thì nó hơi sớm nhưng mà vẫn phải học, chẳng biết làm nào giờ. Xong chưa? Hả? Chưa. Mà chúng ta mới học đến DOM thôi đúng không? Dừng lại DOM thôi đúng không? Chưa học những cái hàm BWIN đúng không? Rồi á? Chưa. Đó, tí dậy. Ê, còn nhiều lắm. Từ từ à? Thời gian không chờ đâu. Từ trả từ. Xong chưa? Đây là cách xây dựng thư viện. Cốt tôi đẩy lên rồi nhá. Có ai hỏi gì thì hỏi đi. To như này. Hay là không chia đôi nữa? Thì không chia đôi nữa. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, chúng ta sẽ học về những cái hàm BWIN trong JavaScript. À quên, không nói chúng ta cái này. Các bạn nhìn này, cái này là một function đúng không? Đúng không? Nhưng nó khác gì thôi function bình thường. Nó không có tên. Đúng không? Bình thường là function là tên này, tên trước cái đóng mở ngoặc này đúng không? Nhưng mà đây đâu không có tên. Cái hàm này chúng ta gọi là, cái loại hàm này gọi là loại hàm là anonymous function, tức là hàm vô danh. Bây giờ nó không có tên. Hàm này gọi là hàm vô danh. Thì thường thường chúng ta sẽ nó sử dụng nó thành callback hoặc là gán cho nó bằng một cái thuộc tính ở trong đối tượng. Đấy nhỉ? Đấy tác dụng của nó. Hàm này gọi là hàm anonymous. Tất nhiên chúng ta có thể return hoặc không return một cách bình thường, giống như hàm thường. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xây dựng cái thư viện này thông qua những cái hàm BWIN ở trong JavaScript. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với những cái hàm BWIN là sử dụng string, tương tác với string. Thì ví dụ như ở trong tôi lên Google tôi search là string function JavaScript. Rồi đây. Chúng ta có những cái hàm để giúp xử lý về chuỗi trong JavaScript. Được chưa? Những cái hàm này bọn tôi gọi nó là tên là hàm BWIN function. Viết như này. BWIN function. Build là gì? Xây dựng. In ở trong, đúng không? Khi mà chúng ta nhắc đến cái BWIN function ấy, nó hay còn gọi là những cái hàm có sẵn trong JavaScript. Được chưa? Từ sau người ta nói từ BWIN, bất kể ngôn ngữ nào cũng sẽ có những cái BWIN function. Được chưa? Giống như CSS chúng ta có cái A còng không quay đấy. Còn nhớ cái này không? Đấy, thì CSS nó cũng có, thì ở trong JavaScript của chúng ta nó còn càng nhiều hơn. Sau này khi các bạn học lên PHP nó còn nhiều nữa. Hay là sắp tới các bạn học hết kỳ PHP, các bạn sang kỳ Java, trong Java nó có những cái hàm BWIN ở trong giúp chúng ta xử lý tất cả mọi thứ. Cơ một cách cơ bản, ví dụ như xử lý về chuỗi này, số này, ngày tháng năm này, đúng không? Toán học này. Đấy, đó là BWIN. Ở trong những cái ngôn ngữ khác nhiều, cái này nó có nhiều cách gọi nhé. Có thể gọi là BWIN function hoặc cũng có thể gọi là API, API ấy, là những cái code có sẵn mà chúng ta chỉ cần phải học và nhớ xem là trong cái ngôn ngữ đấy có cái hàm này không và dùng nó như thế nào. Vậy thôi, chúng ta chỉ phải học nhớ. Giống như cái sự kiện đấy, các bạn có nhớ cái event không? On click là một bấm đúng không? Rồi double click là hai bấm, thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những cái hàm BWIN là
tên hàng là như thế này, truyền bao nhiêu tham số, nó output ra cái gì, được chưa nhỉ? Ví dụ như sau, tôi có một cái, tôi sẽ vào cái file này, tôi xóa hết cái mớ này đi. Tôi có một cái input time take, được chưa? Time take này, và tôi sẽ có cho nó một cái ID ở đây, nó là str input IP. Sau đó tôi có một cái button, tôi có một cái sự kiện on click là bằng lib chấm getlang chẳng hạn, lib chấm getlang đây là submit đi, tôi để submit đi, tôi xóa thằng main này đi. Và ở dưới tôi có thẻ H2 ở đây là va ID tôi đặt là result. Trong này không có gì. Xong chưa? Được thế. Xong nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái getlang này, tạo ra cái hàm getlang này ở trong cái lib này, thì tôi sẽ có getlang 2.function trong đây. Cứ vứt đấy lại, chưa có gì, kệ, để cho đỡ lỗi. Xong chưa? Rồi, bây giờ coi nha. Bây giờ bài 1. Đây là bài 1 là điền text vào input này, thẻ input này. Sau đó là bấm button, bấm submit. Yêu cầu output ra số ký tự có trong chuỗi. Được chưa? Thì để lấy ký tự trong chuỗi ra hay cho lấy số lượng phần tử trong mảng ra, chúng ta làm gì? Làm gì? Chấm gì? Chấm mút. Chấm len. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Khi mà bấm vào on click vào cái button submit này thì chúng ta sẽ có gọi đến cái hàm là getLang ở trong lib, đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ tạo ra cái va input bằng document.getElementById là take IP, đúng không? Như này, đúng không? Không nhá. Sau đó tôi sẽ tiến hành console.log ra cái IP xem có đúng không. Để test xem có đúng không. Thank you.
Được chưa? Test cái nhá. Reload này. Rồi đây thiện TH. Bấm submit, ra null. Oh. Fail rồi. Để xem nào. À, strip. Xin lỗi các bạn. Strip. Đây là lấy cái thẻ input ra. Reload này. Bấm vào submit. Thì ra đây là cái thẻ input đây rồi. Strip. Xong chưa? Lấy ra cái input chưa? Đứa nào chưa? Sang xử lý cho nó. Nhẹ lên. Nhẹ lên, tôi cho phép ông đánh nó. Ông muốn làm gì để cho nó ra được là được. Nào còn ai nữa nào? Ra là như này này, bấm vào nút thì nó ra này này. Đó. Xong chưa? Rồi. Đây các bạn, cài các bạn. Kia các bạn. Nào. Đi đâu ra rồi. Cái này. Đi đâu ra rồi. Đi đâu ra rồi. Đi đâu ra rồi. Đi lấy ai video chuẩn bị bằng chịu được rồi, 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 chị
Lấy được cái ID nè. Lấy được cái ID nè. Bây giờ chúng ta lấy ID à IP chấm value, nó đóng vào cái cửa dưới vào nào. Chấm value để lấy cái độ dài của cái chuỗi này, lấy cái nội dung của cái chuỗi này ra ngoài. Bây giờ xếp xuống. Chấm value vào. Test này. Đúng chưa? Lấy được chưa? Lấy được cái value ra ngoài. Thông chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có val bằng ip.value
sau đó là get document chấm get element by id là cái result ấy, là cái thẻ H2 của chúng ta ấy, chấm inner text bằng với độ dài của chuỗi bằng đô la đóng ở ngoặc nhọn. val.len ký tự. Xong chưa? Rồi xếp xuống chạy reload này, bây giờ viết là T3H PHP submit lên độ dài chuỗi 7 ký tự. Dạ. Test thêm phát nữa 21 ký tự, 1 ký tự, 2 ký tự. Được chưa? Các bạn test đi. Hàm đầu tiên của chúng ta là hàm cái van này bằng cái giá trị đúng không? Một cái chuỗi đúng không? Vừa test xong nó là một cái chuỗi này. Bây giờ van.lang tức là lấy số ký tự ở trong chuỗi đấy ra là bằng bao nhiêu? Xong chưa? Lấy được chưa? Cái hàm divin đầu tiên của chúng ta là với string ấy, đó là hàm chấm len. Chỉ đơn giản là chấm len thôi. Xong chưa? Đây là cái đầu tiên. Tiếp theo này. Chúng ta sẽ cần phải làm như sau. Tiếp theo hàm tiếp theo chúng ta học ở trong này nó có sẵn này. Là finding string in a string. Finding nghĩa gì? Tìm một chuỗi trong một chuỗi khác, đúng không? Ví dụ chúng ta có cái chuỗi là please locate where locate occur, tiếp là làm ơn hãy tìm cái từ locate tìm vị trí của từ locate ở trong chuỗi này. Bây giờ ví dụ như chúng ta sẽ có như sau,
Bài 2. Bài 1 xong rồi nhá. Được chưa? Bài 2 điền text submit này. Tìm ký tự. Tìm ký tự T3H trong chuỗi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đổi cái hàm getLang này là hàm là file index, chuyển thành hàm file index. Được chưa? Được chưa? Được rồi, tạo một cái hàm file index mới nằm trong cái trong cái list này, chúng ta phẩy cái quẹt xuống function trong này. Và chúng ta cũng lại van và va như này, giống nhau. Sau đó bây giờ cái việc của chúng ta là tìm cái chuỗi ký tự là T3H có trong cái giá trị của cái thẻ input bây giờ hay không. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Đây là index of đúng không? str.index of locate. Thì chúng ta sẽ là va index bằng van.index of index of cái từ là t3h ở trong cái chuỗi này. Bây giờ chúng ta tiến hành console.log ra đây cái index xem nó ra cái gì đã. Xong chưa? Rồi test cái nhá. Được coi này. Nhập đây. Bây giờ là test cái gì đấy. Được chưa? Có gì không? Có chữ T3H ở đây không? Giá là mấy? Trừ 1 này. Tiếp này. T3H giá mấy? 16. Tôi bê cái T3H lên đầu. Có không? Không. Số 0 đúng không? Rồi tôi bê cái T3H này ra sau. Số mấy? 5. Vì sao là 5? Bắt đầu này. 0 string mà. Đúng không? 0 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Tôi bê cái này. Tôi bê cái này nhét xuống cuối.
16 đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Được chưa? Đấy là lý do vì sao tôi bê lên đầu tiên nó ra 0. Thì là vị trí đầu tiên luôn đúng không? Xong chưa? Thế nếu mà không tồn tại nó ra cái gì? -1. Được chưa? Vậy thì để tìm được cái chuỗi T và H có trong cái chuỗi chúng ta nhập vào hay không thì làm sao? Lại document write inner take. Đây, inner take bằng, nhưng mà trước đây chúng ta phải if index khác -1, đúng không? Nếu mà khác -1 thì sao? Thì sao? Sao? Ký tự T3H có xuất hiện trong chuỗi ở vị trí số index đúng không? Chúng ta biết index là bao nhiêu, cứ đặt index vào đấy, đúng không nhỉ? Else, tức là nếu mà nó khác -1, à nó bằng -1 thì sao? Nếu mà nó bằng -1 thì ký tự T3H không xuất hiện, không xuất hiện trong chuỗi. Hết phim. Như này đúng không? Test cái. Đây. Ký tự không xuất hiện trong chuỗi T3H xuất hiện trong chuỗi ở vị trí thứ 8. Để T4H không xuất hiện đúng không? Bài số 2 giải quyết xong. Không nhỉ? Được chưa? Bài tập 3, bài này chúng ta sẽ phải tự làm này. Đây là bài 2 này. Đây là bài 3 này. Điền text vào input submit này. Kiểm tra xem
Kiểm tra xem độ dài, độ dài chuỗi có hợp lệ hay không. Trong khoảng từ 5 cho đến 15 ký tự thì là hợp lệ, còn ngoài cái khoảng này ra thì là không hợp lệ. Làm luôn. Đặt hàm là valid length. Hàm sẽ tên là valid length. Các bạn làm đi.
Đấy, độ dài sẽ phải nhịp nhau một phát là xong. Có cái gì đâu, ba cái gì mà cho được lấy độ dài của nó. Nhịp cái độ dài nằm trong khoảng kia thì là hợp vệ, còn nếu nó ngoài khoảng đấy thì là không hợp vệ. À, cái gì? Còn cái gì? Làm sao để lấy độ dài, tập trung vào làm sao để lấy độ dài của chuỗi. Chọn gì? Khi nào bài 1 là làm gì? Lấy độ dài này. B nó nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao nữa? Nằm trong khoảng lật chạm. Nằm trong khoảng từ 5 đến 15 đúng không? Thì là phải lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 15. Rồi. Lớn hơn bằng này. Và thế nào? Đúng rồi. Ăn ngược phát đi lời này. Ai phải biết gì đấy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngoài, sẽ thấy hợp lệ chưa? Viết cái hợp lệ để bọc đi sao? Bọc đi này xuống, vẫn xuống, sửa cái tay ở trong. Thank you.
xong chưa? Thằng Hùng nó xong rồi kìa, xong chưa? Dễ nhỉ? Chẳng qua là đặt nó vào vận dụng đúng cách là xong. Không có gì đâu. Chữa nhá. Lít và lít len này. Rồi sao? Đầu tiên là tạo hàm này, đúng không nhỉ? Phải cái và lít len. Xong chưa? Function. Đầu tiên là lấy cái van của nó ra. Lấy cái value của nó ra, xong chưa? Tiếp theo này. Nếu van.len nhỏ hơn hoặc bằng 5 và van.len lớn hơn hoặc bằng 5, xin lỗi các bạn, lớn hơn hoặc bằng 5, van.len nhỏ hơn hoặc bằng 15. Này thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi thì document write bằng hợp lệ. Còn nếu không thì sao? Else. Else document write không hợp lệ. Xong, hết phim. Reload trang. 1, 2, 3 không hợp lệ. 4, 5 hợp lệ. 6, 7, 8, 9, 10 hợp lệ. 11, 12, 13, 14, 15 hợp lệ. 16 không hợp lệ. Xong nhỉ? Thích nó chuyển sang màu đỏ không? Có thích chuyển sang màu đỏ không? Lại bê cái này. Hôm trước học DOM rồi. Chấm style chấm color bằng red. Xong phim. Còn thằng này thì sẽ chuyển style sang màu đen. Để black. Đúng chưa? Đúng chưa? Chẳng có gì khó. Quá dễ. Không được thì đi bắt đi. Hỏi nhiều. Được chưa? Bây giờ nếu các bạn thấy này, cái đoạn này, cái mớ này tôi hay kiểu dạng là lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng không? Đúng không? Một, tôi có thể đưa hai cái này thành một cái hàm riêng cũng được. Hai, là tôi sẽ có cái như này. Tôi có thuộc tính là input bằng cái document get element by id như này. Phẩy một cái, xong. Còn lại tôi dùng như bình thường. Tiếp theo cái này cứ result đúng không? Tôi cắt nốt. Đây là result. Hai chấm bằng cái document write result này. Sau đó ở đây tôi có van bằng cái này. Sau đó tôi sẽ có là result.innerText bằng cái này. Chẳng ai cấm cả. Xóa cái này đi. Đây tôi cũng chuyển này thành result. Cái này cũng chuyển thành result. Code sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Cái này vẫn đi. Đây cũng chuyển thành result. Vì sao? Thử xem được nhé. À lỗi rồi. IP à, đây là IP đúng không? This.ip thử coi nào. Chờ tôi chút. This.ip không hợp lệ rồi. Được chưa? Tôi thêm cái this là cái chính là cái đối tượng là cái lib này chấm ip là xong. Hết phim. Hợp lệ không hợp lệ, được chưa? Chuyển nó sang, tôi đã đẩy code này lên nhá. Sau đó các bạn sẽ làm cho bài tiếp theo. Bài bốn
kiểm tra xem trong chuỗi có bao nhiêu nguyên âm. Nguyên âm là những cái từ, những cái chữ cái gì? Hả? Uể oải. Thế chưa? O, A, I, E, U. Gì nữa? Y dài. Y dài không nguyên âm. Uể oải chỉ là nguyên âm trong tiếng Việt thôi. Tiếng Anh thôi mà. Thì cả y dài nữa. Được chưa? Hả? Cái gì? Clip chấm nào? À, cái này hả? À? Check. Nguyên âm tiếng Anh nghĩa gì nhỉ? Chẳng biết. Translate. Nguyên âm. Nguyên âm. Vowel. Character. Ký tự thôi mà. Kiểm tra xem có bao nhiêu ký tự là nguyên âm. Cái này mới khó này. Nhiều bài không? Định dạng với chuỗi nhiều lắm. Đây mới chỉ học hai hàm thôi nhá. Ờ. Sao thế nhỉ? Tôi nhớ là có cả y dài. Nám.
Xong chưa? Biết làm nào không? Gợi ý nhá. Lấy giá trị này. Chạy vòng for từng ký tự này. Kiểm tra xem nó có trùng, kiểm tra cái ký tự đang chạy ấy, xem nó có trùng với nguyên âm nào không này. Nếu mà trùng thì cộng thêm cái biến, có một cái biến cao ở ngoài. Nếu mà trùng phát cộng cao lên 1. Đúng không? Chạy hết vòng for, cái này hiển thị số lượng giá trị cao ra là xong. Xong chưa? Xong rồi ấy. Không xong á? Ôi dồi ôi. Lợi lắm. Bao nhiêu cách làm cái bài này? Gợi ý chưa nhá? Đây. Xếp này xuống này này. Tiếp này. Vowel này. Liệt kê ra đây bằng một cái string. Ghi nhỉ? U, E, O, A, I đúng không? Y dài. Ngắn chứ? Rồi rồi. Cho là các bạn đúng đi. Xong chưa? Rồi bây giờ coi nhá. Check vowel character function. Đầu tiên cứ lấy van ra đúng không? Cứ lấy van ra này. Sau đó chạy vòng lặp for này. Và y bằng 0, y nhỏ hơn van.len y cộng cộng. Sau đó tôi tiến hành console.log ra cái và y đúng không?
Bây giờ test cái nhá. Lead vòng 4. Ở đây thiếu cái dư cái này. Character. Nhìn thấy gì? Từng ký tự một đúng không? Rồi, giờ sao? Từ console log này. Van i chấm index of this chấm vol well. -14 cái trừ 1 đây à? Đúng rồi. Để coi nào. This chấm vô ạ, để tôi thử ra. Các bạn chờ tôi chút để tôi check xem. Quẩy hoài đúng không? Rồi xong. Là lấy ra được cái chuỗi kia kìa. Chúng ta sẽ thử một cái nữa. Console log. Ở đây chứ. Cái này chứ. This.vowel.index of van ở vị trí thứ 1. Thử xem nhé. Ở vị trí số 0 nhé. Ký tự đầu tiên. Đây là chữ F này. Có phải nguyên âm không? Trừ 1 này. A có phải nguyên âm không? Không hả? Đây, đó số 3 này. Được chưa? E có phải nguyên âm không? 1 này. Được chưa? Tức là cái ký tự ở vị trí số bao nhiêu có xuất hiện ở trong cái mảng nguyên âm này không? Ở trong cái chuỗi nguyên âm này không? Thì chúng ta sử dụng index of. Được chưa? Tiếp theo là sao? Dùng vòng for. Tôi sẽ cắt cái này đi. Thay vào đây là chúng ta sẽ có va cao bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là if this vowel.index of van a ở vị trí thứ y. Nếu mà cái này khác với trừ 1 thì cao cộng cộng lên. Sau đó là result inner text ngoài cái này ra. Có đô la cao nguyên âm trong chuỗi. Thử thái xem được nhé. Năm nguyên âm. Được chưa? Thằng Minh tên đầy đủ là gì? Hoàng Văn Minh. Cái này chỉ có A thôi. Hoàng Văn Minh. Điểm đúng không? Vận dụng index of. Chẳng có cái vẹo gì. Mỗi mấy cái dòng bỏ.
gì? Gis.vuwell này à? Xong chưa? Tiếp tục. Xong chưa? Đề tiếp nhá. Nhìn có vẻ đấy. Nãy đã thua gì mới học được 2 hàm. Tiếp tục. Làm bài tiếp theo. Được chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Mới học về chuỗi và kiểm tra này. Rồi, làm cái bài tiếp theo như sau. Đây bài 4 này. Chúng ta có bài 5, điền text với input submit. Kiểm tra xem. Kiểm tra xem. Chuỗi nhập vào. Chuỗi nhập vào có bao nhiêu ký tự trùng với các ký tự có trong tên mình. Ví dụ như sau. Tôi làm rõ cái bài này. Ví dụ như sau. Tên của Vân Anh như tên là gì? Hoàng thì Vân Anh. Hoàng, tất nhiên là chúng ta bỏ đánh dấu đi nhé. Thì Vân Anh. Thế này đúng không? Rồi, lần quan đọc tôi này. H có mấy chữ? 2. Mấy? 3 gì? H. O có mấy chữ? 1 đúng không? A này, L này, G này, xong rồi. Dấu cách bỏ qua nhá, chúng ta không tính dấu cách vào đây. T có T đã xuất hiện chưa? T này. H có chưa? I có chưa? V có chưa? Chưa đúng không? A có chưa? N có chưa? A, N, H này có hết rồi đúng không? Đây là các cái ký tự không bị trùng trong tên của Vân Anh. Xong chưa? Bây giờ kiểm tra với chuỗi, ví dụ tôi nhập ở đây là T, đây là Zai, Z A I T 3 H. Đẹp trai. Đúng thế. Đó, ví dụ nhập cái chuỗi này vào thì sẽ phải kiểm tra là cái chữ Z này có tồn tại trong chuỗi này không? Chữ A này có tồn tại không? Nếu có cộng 1 vào. Chữ I này có tồn tại không? Có thì cộng thêm 1 là 2. Thế là T có không?
3. 3 có không? Không. H có không? 4. D có không? Không. E không. P không. T có không? Có. 5. R có không? Không. Không đúng không? A có. 6. Y có. 7. 7 cái tự chủ nhập. Được chưa? Đây là việc chúng ta phải làm. Đầu tiên, lặp lại cái tên của mình. Cái này các bạn phích cứng được. Được chưa? Phích cứng lại tên mình, sau đó là kiểm tra từng ký tự ở trong chuỗi, xem có bao nhiêu cái trùng với ký tự ở trong tên. Đây sẽ là bài của chúng ta. Làm đi. Chờ đợi gì nữa? Bài này sẽ là bài về nhà luôn nhá. Buổi sau tôi gọi bừa một đứa nào đấy lên mà không làm được thì đứa ngồi cùng bàn và đứa ngồi trên hai bàn trên dưới với nó sẽ phải chống đẩy. Ví dụ tôi gọi thằng Nghĩa hả, thì cả bàn Vân Anh lẫn bàn ở dưới đều phải chống đẩy chung với nó. Nếu mà tôi gọi bàn Minh thì ba bàn dưới phải chống đẩy với nó, và hai bàn tiếp theo phải chống đẩy với nó. Đấy, cứ thế mà làm. Sau đó chống xong sẽ được chỉ định thêm một đứa nữa để làm tiếp. Chứ bao giờ làm xong thôi. Không thích. Nếu tôi gọi ở giữa lớp sao? Hôm sau kiểu gì mình gọi thằng béo. Mày cứ nghỉ đi, thử nghỉ xem. Làm với các con dời. Chết chùm bây giờ đấy.
Điểm danh đi Vân Anh ơi. Buổi sau nha.